Kính chào quý vị. Đến rạng sáng nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục làm việc để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng và giải tỏa hiện trường, sớm thông tuyến đèo Bảo Lộc huyết mạch. Lực lượng chức năng đang phải tiếp cận hết sức thận trọng, các máy móc dùng cho việc rời đất tìm kiếm nạn nhân đều phải dùng loại có trọng tải lớn để tăng độ kháng lực, đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra. Hơn 7 giờ sáng nay, việc tìm kiếm nạn nhân thứ tư được tiếp tục triển khai với sự tham gia của lực lượng công an, quân đội, đơn vị quản lý đường bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải cùng hàng chục loại phương tiện chuyên dụng như máy đào, máy xúc. Công an địa phương còn sử dụng chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm nạn nhân. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và ông Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm nạn nhân thứ tư trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ngày hôm nay lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ tìm kiếm nạn nhân này dưới vực và tại vị trí căn nhà bị vùi lấp. Dự báo công tác cứu hộ sẽ gặp nhiều khó khăn do mưa lớn và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Trước đó, từ 14 giờ 30 phút chiều ngày 30 tháng 7 đến 3 giờ sáng ngày 31 tháng 7, việc tìm kiếm 4 nạn nhân bị đất đá vùi lấp tại chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc được tiến hành khẩn trương với sự tham gia của hơn 300 người cùng hàng chục phương tiện máy móc chuyên dụng. Đêm ngày 30 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể dưới đống đất đá là các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thiếu tá Nguyễn Khắc Thường 42 tuổi, thượng úy Lê Ánh Sáng 33 tuổi và thượng úy Lê Quang Thành 46 tuổi. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các lực lượng thay phiên nhau tổ chức đào bới đống đất đá khổng lồ để tìm kiếm nạn nhân còn lại là ông Phạm Ngọc Anh. Đến 3 giờ sáng nay, việc tìm kiếm nạn nhân thứ tư trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc phải tạm dừng do trời mưa lớn. Lực lượng cứu hộ đã kiệt sức vì việc tìm kiếm quá vất vả và phải dầm mình trong mưa mười mấy tiếng đồng hồ. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, ngoài thiệt hại về con người là 4 nạn nhân tử nạn, thì vụ sạt lở đèo Bảo Lộc còn làm sập nhà cửa, nhiều xe ô tô, xe cứu hộ của Phòng Cảnh sát Giao thông và ô tô của các cá nhân đang để tại chốt cảnh sát giao thông. Nhằm kịp thời khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện số 691 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Quốc phòng, Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Dương. Công điện nêu rõ, những ngày qua tại một số địa phương khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống của người dân. Đặc biệt ngày 30 tháng 7 năm 2023, trên tuyến quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra vụ sạt lở đất, làm 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân bị vùi lấp. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn. Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Để khắc phục hậu quả vụ sạt lở nêu trên và chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau. Nhanh chóng khắc phục hậu quả đợt thiên tai mưa lớn vừa qua, bảo đảm ổn định đời sống sinh hoạt của người dân, khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người bị mất tích, thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, xác định cụ thể nguyên nhân và rút kinh nghiệm về sự cố sạt lở, kiểm tra, rà soát, phát hiện xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, có phương án chủ động bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, các trục giao thông chính, đặc biệt là tuyến cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết và tuyến quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cung cấp kịp thời thông tin về thời tiết, thiên tai, để chủ động chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các địa phương, triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai. Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự. Mở rộng vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến các đội thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 13 đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh có hành vi đưa hối lộ. Trước đó, cơ quan điều tra xác định Lâm Hữu Chí, thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã sử dụng 2 tài khoản ngân hàng để nhận tiền hàng tháng của các cá nhân doanh nghiệp có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện tham gia giao thông. Hàng tháng, Chí sẽ rút tiền hoặc chuyển khoản để chia cho các đội thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phụ trách các địa bàn theo một quy ước chung đã được các đối tượng thống nhất từ trước.
Ngày 4 tháng 5 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành các quyết định phê chuẩn khởi tố đối với các cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh gồm Lâm Hữu Trí, Trần Văn Dũng, Võ Thanh Liêm và Nguyễn Đức Tú về tội nhận hối lộ, đồng thời phê chuẩn khởi tố đối với Nguyễn Mạnh Cường, Hồ Đình Huy, Nguyễn Văn Sát, Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Thắng về tội đưa hối lộ và hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra xử lý. Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng 19 kg kim loại nghi là vàng từ Campuchia về Việt Nam, sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết đã thi hành 8 lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ hơn 14 kg vàng cùng nhiều tang vật, đồng thời tiếp nhận đầu thú và tạm giữ 5 đối tượng. Trước đó vào tối ngày 25 tháng 7 tại khu vực sông Bình Di, phát hiện Nguyễn Tấn Phong sinh năm 1978 trú tại thị trấn Long Bình đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng Campuchia về Việt Nam đã bị lực lượng công an phát hiện áp sát. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, Phong đã nhảy xuống sông bỏ trốn. Cùng lúc này, trên đường bộ, một tổ công tác đã khống chế Hồ Văn Sơn và Nguyễn Hoài Tâm cùng trú tại huyện An Phú về cơ quan công an làm việc. Sơn và Tâm khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới. Trên xuồng máy, cơ quan công an phát hiện nhiều thỏi kim loại và nữ trang nghi là vàng, có tổng trọng lượng khoảng 19 kg. Nhận thấy không thể trốn chạy, Nguyễn Tấn Phong đã ra đầu thú ngay sau đó. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Quang Bình vừa bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi trao đổi, mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng là Lưu Xeo Giàng sinh năm 1979 trú tại huyện Quang Bình và Hoàng Văn Phà sinh năm 1982 trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang thực hiện hành vi trao đổi, mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của Lưu Xeo Giàng thì bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, thu giữ một ba lô, bên trong có 20 bánh heroin. Cơ quan điều tra đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng, đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng. Tại nhà riêng của Lưu Xeo Giàng thu giữ thêm một bánh heroin, 18 kg pháo hoa xuất xứ từ nước ngoài và một số đồ vật khác có liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Một nhóm chuyên trộm nóng xe máy trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bị công an thành phố Biên Hòa triệt phá, bắt giữ hai đối tượng Trần Văn Phước, 33 tuổi, quê tỉnh Nghệ An và Nguyễn Thị Hồng Phượng, 28 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Theo cơ quan công an, Phước và Phượng là những đối tượng tham gia trong nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Biên Hòa và khu vực lân cận. Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu tháng 6 năm 2023, Phước đã kết nối với Phượng và hai đối tượng khác chưa rõ lai lịch, rủ nhau đi trộm cắp tài sản là xe máy của người dân để sơ hở tại các tuyến đường khu dân cư. Trong khoảng thời gian một tháng trở lại đây, thì nhóm đối tượng này đã thực hiện chót lọt khoảng 10 vụ trộm xe máy có giá trị lớn. Được biết là đối tượng Trần Văn Phước đã từng có 4 tiền án cùng với tội trộm cắp tài sản và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng còn lại. Công an phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành truy xét và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Tuấn, 48 tuổi, có hành vi trộm cắp tài sản của du khách Hàn Quốc. Trước đó, ông Kim Huyên Young, du khách người Hàn Quốc đã đến công an phường để trình báo về việc vào tối ngày 25 tháng 7 vì quá say nên ông đã ngủ quên bên vỉa hè ở đường Thái Phiên. Trên người có đeo một túi sách chứa giấy tờ tùy thân, hai điện thoại di động, 2.200 đô la Mỹ, 500.000 won, 2.200.000 đồng Việt Nam. Khi tỉnh dậy, ông Kim đã không thấy túi sách bên mình. Tiếp nhận thông tin, công an phường đã cử tổ cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh truy xét và nhận định Tuấn chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên nên mời về cơ quan công an để làm việc. Qua đấu tranh, Tuấn thừa nhận do thấy du khách nằm ngủ bên đường nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Tuấn tìm chỗ vắng để lấy tiền, tài sản và vứt túi sách bên vệ đường. Hiện toàn bộ tài sản là tang vật của vụ án đã được thu hồi để phục vụ quá trình điều tra làm rõ. Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ thành công 3 đối tượng trốn truy nã tại nước ngoài về các tội trộm cắp tài sản, vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông. 3 đối tượng bị bắt gồm Sồng Sái Giờ, tên gọi khác là Sồng Nỏ Tu, bị truy nã từ năm 2017 về tội trộm cắp tài sản. Sồng Trồng Gô, tên gọi khác là Sồng Dua Nù, bị truy nã về từ năm 2016 về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Và Sồng Bá Nhìa, tên gọi khác là Sồng Bá Lì, bị truy nã từ năm 2014 về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông. Sau khi gây án, 3 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương, liên tục thay đổi chỗ ở, sau đó vượt biên trái phép sang Lào. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được chỗ ở của các đối tượng và phối hợp với công an nước bạn Lào bắt giữ thành công các đối tượng, dẫn giải trở về, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia. Hiện công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.